Câu 3 nó hỏi mấy em cái gì? Giờ mình phải coi câu nó hỏi nè. Nó hỏi công suất tăng trong khoảng cường độ dòng điện nào. Vậy mình đọc như thế nè. Ý là hỏi nè, ô công suất đồng biến khi cường độ dòng điện nằm trong khoảng nào. Như vậy nó là một cái hàm công suất theo cường độ dòng điện. Mà cái hàm này có phải là hàm công suất theo cường độ dòng điện hay chưa? Đúng chưa? Đúng không? Công suất theo cường độ dòng điện nè. Ok không? Như vậy mình cần lấy đạo hàm thôi. Đạo hàm là mấy? 12 trừ gì? Trừ y bằng mấy? Bằng 0. Y là y bằng mấy? Y bằng 12. Bảy miếng thiên nha. Đây là y. Đây là công suất đạo hàm. Đây là 0. Đây dương vô hạn. Khoan, có ai không hiểu tại sao bắt đầu từ 0 không? Tại cường độ dòng điện có thể nào âm không? Không. Đây là 12. Tiếp dấu A âm hay dương? Âm. Vậy bên đây âm, này dương. Như vậy công suất sẽ tăng trong khoảng từ 0 tới 12 và giảm trong khoảng 12 tới dương vô hạn. Cho nên đáp án là D.